Chào các bạn. Vào dịp hè thì một số bạn thường đi học tiếng Khmer ở trong chùa. Thì đây là video hỗ trợ các bạn là học tiếng Khmer nhé, tiếng Khmer lớp 2 Meridian TP. Bài này là mình học gửi chân chữ nho nha các bạn. Ở đây là chân của chữ nho kho, mà gửi chân chữ nho đọc là kho nho. Mình không đọc là kho nho nha các bạn, kho nho là sai, vì chữ kho giọng o, kho nho sẽ ấy khay nhầy, kho nho sẽ út nhu một kho nhông, đây là còn kho nhông nha các bạn, kho nho sẽ nhà sẽ nhà bó nhà kho nho sẽ nhà có nhẹ một nhẹ nhẹ kho nho sẽ nhiều bó nhiều nhiều. Mình đọc câu này bo ngủ bo nho sôm nhom đo sẽ âm đâm nho sẽ nhây nua sẽ ừ nơ cho sẽ âm châm co sẽ a ca rô ca bo nhom đâm nhây nơ trầm ca. Nếu các bạn biết rồi các bạn có thể bỏ ra bỏ qua video này nha. Meridian TP, mình đọc lại: trường nho kho nho nhây khai nhông khai nhờ khai nhẹ nhiều bon khai nhông đâm khai nhây nơi trầm ca. Thì trong bài này mình có tập viết nè, trường nho nè, khai nhây nè, khai nhông nè, và số 11 nè, đây đọc 10. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé.